Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 2, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 để xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Sức ép của nguồn vốn đầu tư công cần giải ngân năm nay là rất lớn nên cần sự nỗ lực và quyết tâm của các bộ ngành địa phương để đầu tư công phát huy vai trò động lực tăng trưởng kinh tế. Học sinh lớp 12 năm nay phải đối mặt với áp lực kép từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học. Sáng 20 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Kỳ họp do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Hội tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe báo cáo các tờ trình, nghiên cứu xem xét, tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết liên quan đến giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Vang đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối huyện Phú Lộc, bổ sung 4 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và bổ sung loại khoáng sản đất sét làm gạch ngói vào quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, các đại biểu cùng xem xét thảo luận nội dung về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa gia đình và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, phương án phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thảo luận thống nhất chủ trương phương án hỗ trợ kinh phí đầu tư trụ sở làm việc mới của công an tỉnh, về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải thiện dịch vụ y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập do nguồn thu chưa đảm bảo, kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động khảo sát thực địa, thẩm tra kỹ lưỡng nội dung các tờ trình và dự thảo các nghị quyết để cung cấp thông tin làm cơ sở cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ dân chủ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thảo luận thống nhất thông qua các nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn nhiệm và giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường cả hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân năm 2023 cho 160 đồng chí là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, các viên được học tập nghiên cứu các nội dung như tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, hướng dẫn và thống nhất xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục lực lượng dân quân năm 2023, phương pháp soạn thảo giáo án huấn luyện và một số kỹ năng thực tiễn. Ngoài ra, ban tổ chức thực hiện thảo luận rút kinh nghiệm một số nội dung về xây dựng huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ dân quân tự vệ, đồng thời thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp về công tác quân sự quốc phòng, phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện công tác quân sự quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023. Chuyển sang những tin tức khác. Bộ Công Thương cho biết, bên cạnh việc thúc đẩy lĩnh vực bán lẻ thông qua mở rộng, củng cố hệ thống phân phối hiện có, năm 2023 sẽ ưu tiên phát triển các phương thức bán lẻ mới. Trong đó đặc biệt chú trọng phương thức bán lẻ đa kênh, bán lẻ qua điện thoại di động, truyền hình, qua cả ứng dụng mạng xã hội dựa trên môi trường mạng Internet, đáp ứng yêu cầu và xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, thị trường nội địa hiện có gần 100 triệu dân. Năm nay, mục tiêu đặt ra với thị trường nội địa là phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8-9%. Thời gian gần đây, nhu cầu thuê nhà tăng cao kéo theo giá nhà cho thuê từ bình dân đến cao cấp tăng đột biến.
Cụ thể, ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, lượt quan tâm tăng ở tất cả các loại hình bất động sản cho thuê, trong đó tăng mạnh nhất với chung cư tăng 157% và nhà trọ tăng 107%. Ở Hà Nội, nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ cũng tăng mạnh với lượt tìm thuê căn hộ tăng 112% và nhà trọ tăng 38%. Xu hướng đô thị hóa ngày càng cao, dân nhập cư vào trung tâm nhiều dẫn đến nhu cầu thuê chung cư, nhà trọ cũng gia tăng và thị trường cho thuê trở nên sôi động hơn. Thưa quý vị và các bạn, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng được yêu cầu phải giải ngân toàn bộ số vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, sức ép của nguồn vốn đầu tư công cần giải ngân trong năm nay là rất lớn nên cần sự nỗ lực và quyết tâm của các bộ ngành địa phương để đầu tư công phát huy vai trò động lực tăng trưởng kinh tế. Dự án Vành đai 3, Vành đai 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, dự án đường cao tốc Bắc Nam là một trong những dự án đầu tư công có tầm quan trọng của quốc gia và sẽ là những dự án được tập trung giải ngân trong năm nay. Đã là những dự án không thể không làm, phải tập trung vốn, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện càng nhanh càng tốt. Vận lý hiệu quả lên hàng đầu. Triển khai chậm 1 tháng, triển khai chậm 1 năm nó cứ đội vốn lên, mà triển khai chậm 3 năm thì chắc chắn nó đội vốn lên thậm chí nhiều lần. Và như thế là lãng phí kém hiệu quả. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm nay với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với kế hoạch năm 2022. Đồng thời được yêu cầu phải giải ngân toàn bộ số vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, sức ép của nguồn vốn đầu tư công cần giải ngân trong năm nay là rất lớn. Cái sức ép, cái phạm vi quy mô mà chúng ta phải triển khai thực hiện là hết sức lớn. Các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công cũng đã được tổng hợp trong nghị quyết số 01 của Chính phủ. Cho nên là chúng tôi cũng đề nghị các bộ ngành và các địa phương khẩn trương triển khai nghị quyết 01 nói chung và trọng tâm đó là các cái giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công với một cái số lượng vốn hết sức lớn và cái sức ép của chúng ta cũng không hề nhỏ. Dù khẳng định mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công ở mức 95-100% là thách thức, song các chuyên gia cho rằng các bộ ngành và địa phương cần nỗ lực có giải pháp để đạt được 70-80% theo mục tiêu đề ra. Cần phải giao và gắn trách nhiệm của Bộ trưởng, của Bí thư tỉnh ủy, rồi thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ cái khâu là rà soát, đề xuất dự án cho đến khâu là triển khai thực hiện và đến cả cái khâu là đưa cái dự án đó vào thực tế, đưa vào sử dụng để nâng cao tính hiệu quả của các cái dự án đầu tư. Các bộ ngành và địa phương cần phải hết sức lưu tâm, đó là năm 2023 chúng ta đã có quá nhiều kinh nghiệm, quá nhiều bài học kinh nghiệm về công tác chuẩn bị rồi. Các đầu tư cũng luôn luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn nếu như có phát sinh, và đồng thời cũng tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có thể tiếp tục duy trì những các cái cơ chế mà trước đây chúng ta đã thực hiện hiệu quả. Theo tính toán, vốn đầu tư công giải ngân tăng thêm 1% sẽ làm GDP tăng thêm 0,06%, có phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, nếu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thì sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế, trong đó tác động đến thanh khoản với nền kinh tế, đối với các tổ chức tín dụng, đối với tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Hiện Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Trong đó đề xuất sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hộ chiếu nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, bảo mất hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử trong luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam để tạo thuận lợi và đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất cảnh nhập cảnh của công dân. Bởi theo khoản 1 điều 15 luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước phải trực tiếp thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời đề xuất bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu để thống nhất với nghị quyết 76/2022 tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông. Cùng với đó là bãi bỏ một số quy định như nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Bộ Công an cũng đề xuất đàm phán ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến xuất nhập cảnh.
Tiếp tục chương trình với những tin tức về giáo dục. Sau 2 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7, thì năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi này sớm hơn vào tuần cuối của tháng 6 năm nay. Kéo theo đó, lịch tuyển sinh của các trường học cũng được đẩy lên sớm hơn để trong tháng 9 có thể cho sinh viên nhập học. Kỳ tuyển sinh năm nay cơ bản dự ổn định như năm 2022, tuy nhiên về phương thức xét tuyển, Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế không đưa ra quá nhiều phương thức để tránh gây nhầm lẫn cho thí sinh và không hiệu quả cho chính các trường. Bởi năm 2022, nhiều trường đưa ra quá nhiều phương thức tuyển sinh. Theo quy chế, các trường đại học cũng hoàn toàn được quyền tổ chức xét tuyển sớm nếu như có nhu cầu. Tuy nhiên, dù thí sinh có hoàn thành kỳ xét tuyển sớm cũng không có nghĩa rằng các em đã được nhận chính thức vào trường đại học đó mà vẫn cần phải hoàn tất các thủ tục trên hệ thống chung theo quy định. Cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc, ngoài ngữ văn, toán, ngoại ngữ thì lịch sử cũng sẽ là môn thi bắt buộc. Căn cứ này được đưa ra dựa trên khung chương trình của học sinh lớp 10. Hiện các em đang học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 6 môn học bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, lịch sử. Ngoài ra, các môn học tự chọn cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc đưa vào kỳ thi tốt nghiệp sao cho phù hợp, đảm bảo việc xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, đây mới chỉ là dự kiến, chứ chưa phải là phương án chính thức. Bộ đang cùng các chuyên gia xây dựng xin ý kiến góp ý và khi ra được phương án thì sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Thưa quý vị, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Hiện nay đã có nhiều cơ sở giáo dục đại học chính thức thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng nhằm mục đích tuyển sinh đầu vào đại học sớm hơn mọi năm. Như vậy, việc có quá nhiều kỳ thi có thể sẽ tạo thêm áp lực cho thí sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, học sinh lớp 12 các trường đang bận rộn với lịch học chính, học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Nhiều em cho biết, đối mặt với cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em có tâm lý lo lắng áp lực vì không biết kết quả sẽ ra sao, nhất là việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Năm nay em đã đăng ký vào ngành kiến trúc của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Là em đã chuẩn bị cho em một kỹ năng vẽ cũng khá là vững vàng. Cái áp lực trong em là vì nơi em đăng ký là điểm khá cao nên là em cũng có một phần áp lực rất là lớn. Mỗi lần mà em áp lực vì cái chuyện điểm thi cao quá, vấn đề áp lực cao quá thì em sẽ nói cho ba mẹ biết hoặc là em sẽ nói với bạn bè là việc kỳ thi tốt nghiệp xảy ra và cái mong muốn của em không biết là có được đền đáp như cái nỗ lực của em không. Em cảm thấy thì hơi hồi hộp mà một phần lo lắng đang xen với một phần háo hức. Em không biết là kỳ thi sắp tới của em nó sẽ đạt được kết quả như thế nào. Mùa tuyển sinh đại học 2023 mở màn với hàng loạt kỳ thi đánh giá năng lực đến từ một số trường đại học. Theo đó, mỗi trường sẽ có thời gian thi khác nhau, bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến cuối tháng 7. Những kỳ thi riêng do các trường học tự tổ chức được đánh giá là có độ khó hơn, thí sinh sẽ phải vận dụng linh hoạt kiến thức của cả 3 năm học. Vì vậy, các sĩ tử cũng bắt đầu tìm hiểu và thử sức với những đề minh họa. Trở áp lực kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi riêng, mặc dù đã có sự chuẩn bị trước cả về mặt kiến thức lẫn tinh thần, thế nhưng nhiều học sinh lớp 12 vẫn không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Em đã tìm hiểu về kỳ thi đánh giá năng lực rất nhiều và em cũng có xin ý kiến gia đình, nếu như mình được học ở những trường đại học khác thì em cũng mong muốn được đồng ý cho thi đánh giá năng lực và em nghĩ nó cũng rất là khó đối với em phải cố gắng nhiều. Để giảm áp lực, nhiều phương pháp ôn tập cũng được học sinh áp dụng. Sau khi xác định được ngành học mà bản thân theo đuổi, em Nguyễn Hữu Minh Đức, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cho biết, thời gian ôn tập em sẽ chú trọng vào phần giải đề, thời gian còn lại sẽ dành để đọc lại các câu sai, để làm lại, ghi chú cẩn thận để lưu ý. Năm nay em định thi vào trường đại học Bách khoa Đà Nẵng ạ. Thế nên em cũng đặt mục tiêu mình cũng gọi là khá là cao, thế nên em cũng đã rèn luyện những kỹ năng như là em sẽ thường tìm sự lực qua một đề là em nghĩ ngay trong đầu mình là cách để làm giải quyết một bài toán trong vòng 75 giây để dành những thời gian còn lại để làm những câu khó hơn để lấy đạt điểm cao hơn.
áp lực thì đương nhiên là có đó, phải gọi là áp lực rất là lớn, đè lên em cũng rất nhiều bạn, thế nên là cũng vừa lo vừa sợ nhưng cũng vừa phấn khích bởi vì mình được đối mặt với một kỳ thi với hàng triệu thí sinh khác. So với năm trước, năm nay các thí sinh có thêm nhiều cơ hội hơn khi có tới gần chục cơ sở đào tạo tổ chức kỳ thi riêng. Kết quả của kỳ thi riêng được nhiều trường khác sử dụng để làm căn cứ xét tuyển. Việc tuyển sinh của các trường giảm sự phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, kỳ thi đánh giá năng lực riêng cũng đòi hỏi thí sinh phải tỉnh táo, cân nhắc kỹ về định hướng nghề nghiệp và năng lực của bản thân để lựa chọn tham dự kỳ thi phù hợp. Phần cuối chương trình là các tin tức khác. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Theo đó, yêu cầu tỷ lệ nhân lực trên giường bệnh từ 0,5 đến 2 người một giường bệnh tùy theo các hàng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Trong đó, các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hàng 1 trở lên bố trí 2 nhân lực một giường, hàng 2 là 1,5 nhân lực một giường. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí như từ 20 đến 22% bác sĩ, từ 50 đến 52% điều dưỡng, hồ sinh, kỹ thuật y, từ 5 đến 7% dược, trang thiết bị y tế. Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập sử dụng viên chức không có trong danh mục vị trí việc làm theo quy định phải có phương án sắp xếp, phân công và chuyển đổi chức danh nghề nghiệp phù hợp, đồng thời tuyển dụng bổ trí thêm nếu chưa đủ định mức tối thiểu, hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2025. Thưa quý vị, sau Tết, thói quen ăn uống và sinh hoạt bị thay đổi dẫn đến nhiều người mắc phải các bệnh lý chuyển hóa, hô hấp, tim mạch. Tại nhiều bệnh viện, ghi nhận số bệnh nhân khám và điều trị các bệnh lý này tăng đột biến. Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám, trong đó số bệnh nhân khám các bệnh mãn tính, rối loạn chuyển hóa, tim mạch gia tăng nhanh chóng. Thời tiết thay đổi đã khiến nhiều bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt, khó thở, đau đầu, khiến huyết áp tăng cao. Tôi bị tim mạch cũng 10 năm rồi đấy, nhưng mà tôi thường xuyên đi khám, hàng tháng là tôi đi khám, nhưng mà cứ thời tiết thay đổi thì bên trái tim là bị đau. Thời tiết nóng và lạnh đột ngột, thì người khó chịu, nên là ít vận động, thời tiết rét ít vận động, triệu chứng là người khó chịu, hay bị đau đầu, ngủ kém, huyết áp tăng, nhịp tim thấp. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, khớp, chuyển nặng và buộc phải nhập viện. Do một số cái công việc mà có khi là ví dụ như mệt mỏi không ăn được, có khi nó cũng lên chứ không phải là ăn nhiều nó lên, mà kiểu mệt mỏi nó tự nó lên. Rồi cũng có những lúc mình ăn nó hơi quá đà một tí thì nó cũng lên. Các bác sĩ cho biết, nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khiến nhiều người xáo trộn thói quen ăn uống nghỉ ngơi. Đặc biệt, thói quen sử dụng thực phẩm nhiều đường, chất béo, bia, rượu, nước ngọt là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân tăng sau Tết. Đặc biệt, ghi nhận nhiều bệnh nhân trẻ tuổi. Thì chúng tôi thấy có một số các bệnh lý rất là trẻ, tuổi khoảng từ 25 đến 30 cũng đã mắc các bệnh lý về nhồi máu cơ tim. Và bệnh nhân đến với chúng tôi trong cái tình trạng là bị đau bụng thượng vị. Bản thân các bác sĩ cũng thực sự là ban đầu cũng không nghĩ đến các bệnh lý về nhồi máu cơ tim. Đấy, nhưng mà với cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì những cái sự sàng lọc các bệnh lý về tim mạch, chúng tôi cũng đã cho bệnh nhân đi làm điện tâm đồ và phát hiện ra là bệnh nhân có cái tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Những cái bệnh này thì phải kiểm soát tốt về chế độ ăn uống cũng như luyện tập, như là phòng tránh các yếu tố nguy cơ như là thay đổi thời tiết, rồi những vấn đề khác như là nhiễm khuẩn, rồi liên quan tới chế độ ăn, rồi các vấn đề khác liên quan đến thay đổi môi trường làm việc cũng như là môi trường nghỉ ngơi. Các bác sĩ khuyến cáo trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, mọi người cần lưu ý phòng bệnh bằng cách ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho cơ thể, giữ gìn vệ sinh, nhất là vệ sinh tay, đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra tuyệt đối không dùng chung đồ dùng như khăn mặt, cốc, chén. Sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế tổ chức khai mạc trại sáng tác mỹ thuật và di sản với chủ đề Cảm hứng nghệ thuật diễn xướng cung đình Huế. Trại sáng tác mỹ thuật và di sản là hoạt động hợp tác lâu dài giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế. Sau thành công của lần đầu tiên tổ chức vào năm 2022, trại sáng tác mỹ thuật lần thứ hai được tổ chức có quy mô lớn hơn với sự tham gia của 56 họa sĩ là khách mời, giảng viên, cán bộ cùng hơn 42 sinh viên đến từ Trường Đại học Nghệ thuật Huế.
Tại lễ khai mạc, các họa sĩ tham gia trại được thưởng thức tìm hiểu về các loại hình di sản diễn xướng cung đình Huế như nhã nhạc, múa cung đình, tuồng cung đình và ca Huế. Từ đó giúp họ nuôi dưỡng cảm hứng trong tìm tòi khám phá và sáng tạo tác phẩm. Sau khi kết thúc, những tác phẩm tham gia trại sẽ được giới thiệu tại triển lãm diễn ra ở Vườn Thiều Phương Đại Nội Huế vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, đúng vào dịp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. 20 năm nhã nhạc cung đình Huế được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua ngôn ngữ của hội họa, ban tổ chức hy vọng các loại hình di sản phi vật thể diễn xướng cung đình Huế sẽ tiếp tục được quảng bá đến công chúng du khách và tỏa sáng cùng phức hệ kiến trúc cung đình Huế. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.